Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập hành trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh được Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong mình gặt hái được nhiều điều tốt đẹp, nếu như không thể giàu có bằng người khác, thì ít nhất cũng trải qua một cuộc sống an nhàn, bình yên bên những người mình thương yêu. Để có được những điều này, mỗi người đều phải nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân từng ngày. Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là được tận hưởng nhiều may mắn. Có những người trước khi đến giới thành công phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Họ chỉ dám trông mong mỗi ngày mình sẽ thay đổi, không nghĩ đến những tháng ngày tới mọi thứ sẽ như thế nào. Theo luận giải mới nhất của những bậc thầy tử vi, dựa vào số mệnh con giáp cùng với sự xem xét sự dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì thấy được, đúng 7 ngày tới con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được rất nhiều các tinh chiếu mệnh và gặp được nhiều may mắn, trời thương Phật độ mà ban cho vận may bất ngờ phất lên như diều gặp gió. Vậy thì con giáp tuổi Ất Mão cần phải làm gì để không bỏ lỡ những cơ hội trong thời khắc cát lành này, thì ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu với Minh Đường Tử Vi nhé. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi 7 ngày tới của con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách người tuổi Ất Mão 1975 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Ất Mão là con mèo, con giáp đứng thứ tư trong 12 con giáp phương Đông. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan yêu đời, lương thiện và bao dung. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chăn hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh, để đi tới thành công. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau
Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn. Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột, họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người, và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm, chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy, họ được coi là người bạn đáng tin cậy. Với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn trong công việc. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng làm việc rất hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ, và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi hò hẹn, họ khiến chị em ngất ngây với vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây trói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người. Khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, thì cuối cùng họ cũng dẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi tương đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nữ mệnh tuổi Ất Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ chỉ là uổng công. Nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dùng toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc. Bản chất hào phóng và hòa đồng giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Nhìn lại quãng đường mà Ất Mão đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Ất Mão mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Ất Mão mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Ất Mão mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Ất Mão vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Ất Mão cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại,
Sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền. Sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Ất Mão sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say giựt dậy. Suy cho cùng, Ất Mão dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Ất Mão ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi dương mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Ất Mão có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Ất Mão cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Ất Mão luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Ất Mão giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Ất Mão như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Ất Mão là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Ất Mão, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết về vận trình Tử Di trên các phương diện chính của cuộc sống cho người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đúng 7 ngày tới, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem Tử Di 7 ngày tới của tuổi Ất Mão dự báo, sự nghiệp của con giáp này phát triển rất thuận lợi, nhờ có nguyệt lệnh lâm trường sinh mà đường quang lộ, mưu cầu công danh 7 ngày tới gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Vận khí đang trên đà khởi dượng, bản mệnh sẽ có quý nhân nâng đỡ, quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực. Tuy nhiên, khi đạt được thành tích tốt rồi, bạn cũng nên học cách khiêm tốn, chủ động tiếp nhận các công việc khó khăn hơn nữa, không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân. Càng khó khăn thì bạn càng chinh phục được những đỉnh cao hơn. Nhìn chung, tháng này là thời điểm mà mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và bạn sẽ bình tĩnh chinh phục những nấc thang quan trọng. Khi đó, đừng quên đặt ra cho mình những đích đến xa hơn hay mục tiêu dài hạn. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, bạn cũng có thể chọn ngày hoàng đạo ngay 7 ngày tới này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được mục tiêu của mình. Nhưng bạn cũng nên nhớ, vận khí biến thiên không ngừng, may rủi xa sau chưa thể lường trước. Mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút chót. Nếu bạn chủ quan, nhất là khi 7 ngày tới có thái tuế hung tinh ẩn tàng, bạn vẫn nên chú ý tới tính chắc chắn và an toàn khi tiến hành việc quan trọng. Xét về phương diện tài lộc. Tuổi Ất Mão 7 ngày tới, đây được dự báo cũng là một tháng có nhiều niềm vui tài chính sẽ đến với người tuổi Ất Mão. Vận khí được cả nguyệt lệnh trường sinh và tài tinh chiếu mệnh, thúc đẩy cho tài lộc dồi dào. Không sớm thì muộn, công việc kế hoạch mà bạn đang theo đuổi cũng sẽ gặt hái trái thơm quả ngọt. Vậy nên,
Nếu hiện tại đang gặp phải khó khăn, cũng đừng vội nản chí. Mọi thứ trước mắt chỉ là tạm thời. Người kiên trì theo đuổi tới cùng sẽ là người nhận được điều xứng đáng. Theo đó, nhờ có thực thần đứng bóng nên bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Hãy nhanh chóng nắm bắt để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì cả. Thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn mà từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình. Khi có được tiền bạc dư dôi, bạn cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi, nảy nở. Hãy chia ra làm nhiều khoản ngoài. Khoản ngoài tiết kiệm cho tương lai thì dùng số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tuổi Ất Mão đúng 7 ngày tới, tử vi khoa học cho biết công việc thuận lợi, thu nhập tăng. Lúc tuổi Ất Mão phấn chấn, nhưng vận trình tình cảm khiến bạn có đôi chút đăm chiêu. Khi đối thoại với nhau, đôi bên nên có sự bình tĩnh, rõ ràng và lấy sự khoan dung làm chủ. Hãy dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn thì mới mong giữ gìn được tình cảm. Các cặp vợ chồng được nguyệt lệnh hỗ trợ nên tần suất mâu thuẫn, cãi giả giảm đi trông thấy. Có lẽ gánh lo cơm áo gạo tiền nên đôi khi khiến đôi bên xa cách, lạnh nhạt. Nhưng miễn là cả hai luôn hướng về nhau, cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đảm bảo tình yêu luôn gắn kết thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Ất Mão đúng 7 ngày tới, phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão bình ổn, không có nhiều biến động nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, tháng có ngũ hành mục dượng nên bạn cũng cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng gan. Bản mệnh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Đồng thời, làm gì cũng nên cẩn trọng, tránh quả huyết quan. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, thời điểm này trong năm vào tiết Tân Xuân là lúc hoan hỷ mừng đón xuân về, nên người này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời. Cuộc đời no ấm, đủ đầy, tuy nhiên, người này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy dạy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ cho thì số phận bớt long đong, nên tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập là lúc dạng vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi. Người này tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba, bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tiền đồ sáng lạng. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời thì bản thân người này sẽ ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời. Chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng âm lịch vào tiết Thanh Minh, đất trời giao hòa, phúc lộc tràn trề. Bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người này thông minh, lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người. Xem vận mệnh của người tuổi này, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người, dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn, họ dựa vào chính sức mình và năng lực của bản thân, cộng thêm vận MA trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp, phúc lộc từ cha mẹ, anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm, tuy tiết trời chuyển sang nóng bức nhưng cây cối lại xum xuê tươi tốt. Xem vận mệnh của người tuổi này thì đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời, tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần hơi hướng ngoại, đa tài,
học rộng biết nhiều. Bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ, thì người này đều có thể tạo dựng được sự nghiệp. Học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng, cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý, cuộc đời người này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý dưỡng phát. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng vào tiết Mang trùng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi, tuy tiền vẫn có phần khốn khó, nhưng tới trung vận và hậu vận thì cực kỳ dưỡng phát, vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. Người này có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn, buôn bán, tự tay gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên họ lại rất nho nhã, biết tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, là người chân thành, chính trực, nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người này êm đềm, không phải trải qua đại nạn, cũng không gặp phải nguy nan, vạn sự thuận lợi, như ý đại cát đại lợi. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi. Vận mệnh của người tuổi này cũng theo đó mà được hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo, xuất chúng, giỏi bao quát. Trên con đường công danh, sự nghiệp, người này trăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận. Sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết Lập Thu, người này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì, mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý, tài chính hơn người, nhân cách cũng chính trực, cao sang. Người tuổi này có tài lộc dư dả, cơm no áo ấm, chẳng bao giờ lo túng thiếu. Nếu theo con đường văn thơ, nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài thơ văn ấy. Có điều, dù làm gì thì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phúc mỏng, chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Người này tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ tới việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cũng chẳng từ làm việc tốt, không chờ ơn báo đáp. Vận mệnh của người tuổi này khá tốt, nhiều người có thể là một quan chức, bổng lộc đầy tay, công danh hiển hách cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề, nên con đường thăng tiến hanh thông, rộng mở, đường tài lộc cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm báo phát. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người này ý chí không được kiên cường cho lắm. Họ có chức vị đấy, nhưng an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Tuy số phận không bạc đãi, chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú, đại cát. Chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng, không biết đủ, mà oán trách ông trời, than thân mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm sa sút, nản lòng, nhục chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói, khuyết điểm lớn nhất của người này chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm theo lịch cổ là tiết Lập Đông, đất trời chuyển sang lạnh lẽo, cô liêu. Người này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân. Tính cách có phần lập dị, họ sống cô độc, không thích hoạt động xã giao, chỉ thích nhốt mình trong một nơi an toàn, không ai hay biết, phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tự phụ.
người tuổi Ất Mão sinh tháng này không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào. Họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước chốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc hung hiểm, gặp phải nguy nan, song người này được quý nhân phù trợ nên đều có thể hóa nguy thành an, thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này có thể coi là mang mệnh đa tài, đa nghệ, họ thông minh, lanh lợi, tuy nhiên tổ nghiệp lạnh lẽo nên phải tha phương cầu thực. Lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, anh em trong nhà sức hèn lực mỏng, không giúp được gì nhiều, bản thân họ cũng phải chịu nhiều nỗi đa đoan, chỉ mong người giúp đỡ mà không tìm được nơi để bấu víu vào. Về cơ bản, đây là người trọng nghĩa, khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ nhưng cũng dễ tan. Tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý, song phải tới năm 39, 40 tuổi thì mới có gia phát đạt, phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão 1975, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết Tiểu Hàn, người này tư chất thông minh, đỉnh ngộ, khéo léo, giàu sang, họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì. Nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai, tiêu diêu tự tại, chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì, là người khoan dung, độ lượng. Người này tính tình phóng khoáng, lại được trời thương, nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi, từ trung vận không nhờ cậy đến ai, mà tự tay gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa, phú quý. Có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực, người này kết hôn muộn thì dễ tìm được người tâm đầu ý hợp, từ năm 40 đến 45 tuổi, có thể nhìn thấy con cái thành danh, gia sản trong nhà ngày càng thêm sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình có thể trải qua nhiều điều không như ý, hung họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào, chớ lơ là cảnh giác để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình. Quý vị thân mến, ở độ tuổi 50, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của Ất Mão sẽ thay đổi. Trong cuộc sống, Ất Mão thường bối rối trước vẻ bề ngoài, mắc kẹt trong thành công hay thất bại, bị ám ảnh bởi danh vọng và tài sản, hoặc chìm đắm vào những mất mát, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc. Những trạng thái khác biệt sẽ giúp Ất Mão hiểu rõ bản thân, phá bỏ những ảo tưởng bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới bên trong. Vì vậy, Ất Mão càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Đặc biệt ở tuổi 50, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, tính chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi. Người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những Ất Mão thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Dương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Dương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh. Nhìn lại bản thân mình, ông mới nhận ra khi tập luyện bản thân, ông luôn nóng lòng muốn được thành công nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Dương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ. Ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Viên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao,
tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Viên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thả trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị có trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý: chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử trừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ, là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi Ất Mão hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng. Người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Ất Mão đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác, thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tính chủ, sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói: đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về. Trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm, đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng: thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả dần trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa. Ông giật mình, sau đó vui vẻ nói: tốt quá, vậy là anh đã có được cả dần trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu. Ất Mão hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu tính chủ, Ất Mão lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với Ất Mão. Lần lượt đi qua ba giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tính chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.